được tìm thấy trong tình trạng hốc hác, sống trong tủ quần áo đầy chất thải. Cô bé Lauren Kavanaugh đã phải trải qua chuỗi ngày kinh hoàng khi bị chính mẹ ruột của mình bạo hành, ngược đãi. Không một ai nghĩ rằng trên đời tồn tại câu chuyện man rợ đến thế. Một câu chuyện mà khi kể ra, người ta sẽ nghĩ đó là kịch bản bộ phim kinh dị do một nhà biên kịch nổi tiếng về đề tài kinh dị nào đó nghĩ ra. Nhưng cô bé Lauren Kavanaugh đã thực sự phải trải qua điều đấy khi vừa lên ba. Cô bé Lauren đã phải chịu bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. 6 năm sống trong tủ quần áo. Mẹ ruột và cha dượng thậm chí còn lôi cô ra làm món đồ chơi cho chính họ và bạn bè của họ thác loạn người mẹ ác quỷ Barbara, một trong những người mẹ độc ác nhất lịch sử nước Mỹ. Lauren Ashley Calhoun, sinh năm 1993 tại Dallas, Texas, Mỹ. Vừa sinh ra, Lauren đã bị mẹ ruột bỏ rơi. Có lẽ khi lớn lên, cô bé đã ước giá như ngày đó không bao giờ cô gặp lại mẹ ruột mình. Thế nhưng vào năm Lauren lên ba, người mẹ ruột đã bỏ rơi con mình đã trở về bên cô bé. Và thế là cơn ác mộng khủng khiếp ập đến. Thế giới của đứa bé 3 tuổi thu bé lại chỉ xoay quanh chiếc tủ quần áo bẩn thỉu, tối tăm, rộng vỏn vẹn 2 mét vuông và không có ánh sáng mặt trời. Suốt 6 năm sống trong tăm tối, Lauren thường xuyên bị bỏ đói. Mỗi khi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào khe tủ, cũng là khi cô bé phải chịu đòn roi, tra tấn kinh hoàng từ người mẹ ruột và cha dượng. Cả hai làm vậy chỉ để mua vui và thỏa mãn thú tính của riêng mình. Và Kenny, người cha dượng đã bạo hành Lauren suốt những năm tháng tuổi thơ khi vừa được mẹ là bà Barbara đưa về, Lauren vẫn thường xuyên được cha mẹ nuôi trước đó hỏi thăm. Nhưng rồi những cuộc gặp thưa dần, những cuộc điện thoại đến nhà bác Barbara cũng không được hồi âm. Kể từ lần cuối cùng gặp Lauren khi cô bé tròn 2 tuổi, nhà Kavanaugh ngôi nhà đã nhận nuôi Lauren, đã hoàn toàn mất liên lạc với bác Barbara và suốt nhiều năm sau đó, họ không hề tưởng tượng nổi rằng con gái nuôi của mình đã phải chịu đựng những điều khủng khiếp đến nhường nào. Những vết thương thể xác lẫn tinh thần cả đời không thể quên những vụ bạo hành bắt đầu khi Lauren 3 tuổi, mẹ ruột cô là bác Barbara nhốt cô vào tủ quần áo và không cho ra ngoài. Trong suy nghĩ của bé gái 3 tuổi lúc ấy, bà chỉ đơn giản đang trách phạt vì cô khóc quá nhiều mà thôi. Thế nhưng sự thật lại không phải như vậy, tủ quần áo trở thành cơn ác mộng cả đời Lauren không thể nào quên. Trong bóng tối đáng sợ, Lauren ngồi ngày qua ngày, rất lâu, rất sợ hãi. Cô bé đợi được nhìn thấy ánh sáng, được mẹ thả ra. Thế nhưng giây phút thấy ánh sáng lóe lên, cũng là lúc đòn roi và những màn hành hạ giáng xuống. Đằng sau cánh cửa này là địa ngục của Lauren, cha dượng của Lauren cưỡng bức cô bé khi chỉ mới 3 tuổi. Kể từ lần đó, Lauren phải sống trong tủ quần áo, bị bỏ đói. Không gian 2 mét vuông tối tăm là nơi cô bé ăn và giải quyết cả vệ sinh cá nhân. Không chỉ bị mẹ ruột và cha dượng hành hạ, cả hai còn đưa không ít người bạn đến nhà để lạm dụng thân xác bé nhỏ của con gái mình và thấy phấn khích vì điều đó. Có những lúc, bác Barbara hành hạ tinh thần đứa con gái bé bỏng của mình bằng cách đưa cho cô bé đồ ăn, bắt nhai rồi nhổ ra chứ không được nuốt. Cha dượng thì thường xuyên dùng súng chỉa vào đầu Lauren, hăm dọa sẽ bắn nát sọ trong lúc đang lạm dụng cô. Video liên quan và đây là không gian mà cô bé phải sinh hoạt suốt 6 năm. Trong 6 năm, họ biến một cô bé 3 tuổi đáng yêu trở thành một đứa trẻ mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc, mất khả năng nói và nhận thức thế giới xung quanh. Cô bé không biết nói, hét lên vì sợ hãi khi lần đầu dẫm chân lên cỏ, bị suy dinh dưỡng vô cùng nặng và khắp người đầy những vết tấy đỏ, lở loét do điều kiện vệ sinh quá kém. Ánh sáng từ thiên đường mở toang cánh của địa ngục. Có một điều rất nhiều người không hiểu rằng, vào thời điểm đó, bác Barbara có tận 5 đứa con khác, nhưng Lauren là đứa trẻ duy nhất phải trải nghiệm sự độc ác đến biến thái của cả hai vợ chồng. 12 năm sau khi được giải cứu, Lauren cho biết mình còn nhớ như in cái cảm giác phải ngồi trong bóng tối, xung quanh không có gì ngoài mùi hôi thối bốc lên lấn át cả cơn đói đồn cào. Và tim cô đau thắt lại khi nghe tiếng các chị em mình vui chơi trong nhà.
Đằng sau cánh cửa tủ địa ngục của Lô Răng là thiên đường của những đứa trẻ khác. Lô Răng được giải cứu trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng và có nhiều vết thương khác. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi bác Bara và cha dượng của Lô Răng có một bước đi sai lầm, đó là khoe về sự biến thái của họ với một người hàng xóm. Người hàng xóm này đã vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy bí mật nhỏ đằng sau cánh tủ quần áo của gia đình bác Bara. Người hàng xóm này ngay lập tức gọi cảnh sát. Lô Răng được giải cứu, kết thúc 6 năm sống trong địa ngục. Cặp đôi cha mẹ ác quỷ bác Bara và Kenny ngay lập tức bị bắt giữ với hàng loạt tội danh liên quan đến bạo hành trẻ em. Năm 2002, cả hai bị kết án tù chung thân và không được ân xá cho đến năm 2031. 12 năm sau khi Lô Răng Gavino được phát hiện trong trạng thái không thể tồi tệ hơn, cô gái này đã bộc lộ sức mạnh phi thường của mình để tái hòa nhập xã hội. Với nghị lực phi thường của mình, Lô Răng đã khắc phục được những tổn thương trong quá khứ và một lần nữa mỉm cười. Phát biểu trước báo chí, cô gái nhỏ lúc ấy đã 20 tuổi chia sẻ rằng mình đã đấu tranh rất nhiều để giành quyền kiểm soát bản thân sau 6 năm bị lạm dụng thể xác lẫn tinh thần. Tôi hy vọng ngày nào đó tôi sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người. Tất nhiên, cuộc sống của tôi cho đến hiện tại chưa bao giờ là bình thường cả. Hiện Lô Răng đang sống ở Canton, Texas với mẹ nuôi của mình. Giờ đây, Lô Răng không còn ám ảnh bởi quá khứ, sẵn sàng kể lại những góc khuất của vụ án kinh hoàng. Cô không còn xấu hổ về những gì mình phải trải qua, mà sẵn sàng đứng ra nói lên toàn bộ sự thật. Điều này thực sự đã xảy ra với tôi, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi đã sống sót và sẽ cố gắng làm cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Explore.